rồi chúng ta sẽ chuyển qua nói tới cái đề tài liên quan tới binance hầu như binance không có một ngày nào yên ổn với các bạn trong thời gian gần đây đó ngày nào cũng có những thông tin liên quan tới binance nếu như không phải binance bị kiện với SEC, thì binance sẽ rút ra khỏi canada rút ra khỏi quốc gia này quốc gia kia hay là bị điều tra bởi quốc gia này quốc gia kia đơn vị đơn vị kia liên quan đến rửa tiền liên quan đến KYC vân vân thì lần này chúng ta cũng không ngoại lệ các bạn hôm nay có thông tin liên quan tới sàn Binance đang bị điều tra bởi nước Pháp các bạn và tại sao điều tra thì để các bạn hiểu rõ hơn đó là Binance thì bây giờ là vẫn hoạt động ở nước Pháp và có bằng hoạt động ở nước Pháp từ tháng 5 năm 2022 rồi và các bạn đã nhớ là Binance lúc nào thì cũng nói rất tốt về nước Pháp thậm chí chúng ta đã nhớ là hình như là năm ngoái đó Binance cũng đã cam kết là sẽ đầu tư tổng cộng 116 triệu đô la để có thể là phát triển cái hệ sinh thái crypto ở nước Pháp nhưng mà đầu gồm hôm nay đó chúng ta lại thấy có cái thông tin được chia sẻ bởi Condes là Binance bị điều tra bởi chính phủ của nước Pháp lý do là liên quan đến những cái quy định chống rửa tiền thì cái mà các bạn nên hiểu đây đó là cái vụ điều tra này là những gì đã xảy ra trước khi mà sàn Binance có một hoạt động vào tháng 5 năm 2022 chứ là không phải là những gì mà họ đang làm bây giờ mà là những gì họ đang làm trước đó thì có nhiều cái sự cáo buộc nói là trước đó đó thì uh, binance hoạt động không có bàn ở nước pháp và không có những cái giống như là quy định chống rửa tiền uh, vân vân dẫn đến là có thể có nhiều thành viên xấu đã sử dụng sàn binance để mà rửa tiền cho nên bây giờ đã có một cuộc điều tra đương nhiên cg đó thì cũng đã nhanh chóng lên trên Twitter uh, chia sẻ đây chỉ là một cái thông tin first mà thôi nghĩa là cái thông tin gây cái sự lo ngại chứ còn trên căn bản đó cái sự việc mà nước pháp đến Binance để điều tra đã xảy ra cách đây 2 tuần rồi nhưng mà hai tuần sau thì thông tin này nữa được chia sẻ và thật ra Binance không phải là cái sàn duy nhất mà bị uh, điều tra ở nước Pháp hầu như là những sàn tương tự đều bị điều tra hết. Đây là một cái quy trình rất là bình thường ở nước Pháp. À, khi mà có một cái sự nghi ngờ gì đó thì họ sẽ cử người đến cái công ty đó để mà tìm hiểu và Binance vẫn đang làm việc với lại chính quyền của nước Pháp và nước Pháp vẫn sẽ là một trong những cái địa điểm hàng đầu của Binance hiện bây giờ. Nói chung đó thì CG uh, đang nói chẳng có gì cần phải quan tâm hết Các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment ở bên dưới Nói thật chứ cái số lượng Fed gần đây liên quan tới Binance thì không hề nhỏ các bạn Ngày nào cũng có hết Và đương nhiên hôm nay đó không phải là thông tin duy nhất liên quan tới Binance các bạn Binance cũng đã ra cái thông báo là họ sẽ ngừng hỗ trợ người dùng ở Hà Lan Bắt đầu từ ngày hôm nay à, Và những người nào ở Hà Lan mà sử dụng Binance thì cũng nên nhanh chóng rút tiền Tại vì họ nói là họ đã không xin được giấy phép hoạt động từ cơ quan quản lý ở Hà Lan những người dùng ở Hà Lan hiện đang sử dụng sàn kể từ ngày 7 tháng 7 chỉ có thể rút ra khỏi sàn Binance và sẽ không thể mua thêm crypto, giao dịch hoặc là gửi tiền vào sàn nữa nó cũng tương tự như gần đây chúng ta nghe nói tới những cái quyết định liên quan tới Canada nhưng mà thật ra nếu nói là chỉ có Binance không thì thường cảm thấy là nó cũng không phải đâu các bạn, các bạn thấy được là Binance cũng rời khỏi một số quốc gia như là Canada thì sau đó chúng ta cũng thấy là những sàn như là Bybit thì cũng rời khỏi luôn, có một số nơi họ đã không muốn chào đón những sàn này nữa thì chúng ta cũng phải chấp nhận mà thôi và về châu âu đó thì uh, tôi biết là cg nói là muốn uh, hoạt động dưới cái luật mica mà sẽ bắt đầu kích hoạt vào năm sau thì không biết là cái sự xin giấy phép hoạt động dưới cái luật mica sẽ như thế nào khi nào mà có theo thông tin tôi sẽ chia sẻ với các bạn còn một thông tin cuối cùng nữa liên quan tới Binance, à, cái thông tin mà nhiều bạn quan tâm, đó chính là liên quan tới việc là tài sản của Binance US có bị đóng băng hay là không. Thì à, chúng ta biết là cái à, thời gian mà thẩm phán đã đưa ra cho Binance và SEC đó, nó tóm lại khi mà đến tòa đó thì thẩm phán nói là SEC muốn đóng băng Binance thì đưa lý do tại sao không nên đóng băng, SEC thì cũng không có đưa ra những cái à, chi tiết là tại sao quyết định phải đóng băng. Thì đây chỉ là một cái yêu cầu mà thôi và nếu như hai bên chưa có thỏa thuận thì nên đi thỏa thuận còn hơn là tốn thời gian thẩm phán để mà xử cái vụ này thì sau đó đó thẩm phán đã nói là hai bên có tới cuối ngày thứ năm nghĩa là cuối ngày hôm qua để đưa ra quyết định là hai bên sẽ có thỏa thuận gì tới ngày hôm nay vẫn chưa có thỏa thuận nhưng mà Binance thì nói là họ cũng đã à, đang làm việc với SEC và thỏa thuận đã sắp có rồi nhưng mà chưa biết chi tiết như thế nào tới bây giờ vẫn chưa có bất cứ thông tin nào hết các bạn nhưng mà tài sản của Binance US thì cũng không có bị đóng băng và chúng ta cũng sẽ thấy được có cái thông tin liên quan tới Tether à, Thì chúng ta đã biết là Tether ngày hôm qua cũng đã giải thích à, Là sẽ có một số những cái bài báo Nói về tài liệu kiểm toán của họ đã có từ năm 2021 à, Và những tài liệu đó đã cũ rồi, chúng ta đừng nên quan tâm Thì à, tôi đã chia sẻ ngày hôm qua là Tether đang lo lắng một cái gì đó Để tôi chia sẻ thêm Hôm nay đó, thì chúng ta thấy được là không phải là Condes Mà là Bloomberg Bloomberg là cái... À, nhà báo đã đưa ra những cái thống kê liên quan tới tài liệu họ đã nhận được từ tòa án năm 2021. Đây là những cái tài liệu mà năm 2021 rồi các bạn chứ không phải bây giờ. Nhưng mà nó ít ra cũng cho chúng ta một cái nhìn vào quá khứ đó, cái hoạt động của Tether là như thế nào và chúng ta có nên lo lắng hay là không thì tôi sẽ không đọc hết cái phần này các bạn chỉ đọc cái phần tóm tắt được chia sẻ bởi Adam Croker mà thôi thì cái phần tóm tắt như thế này khi mà chúng ta trở về năm 2021 đó thì Tether thực sự đã có cho vay các bạn có nghĩa là tiền của tether đã dùng để mà cho một số những đơn vị uh, vay và vay là có thế chấp có nghĩa là họ sẽ nhận btc và tiền đầm thế chấp rồi họ lấy tiền của uh, tether cái là tiền mà dùng để mà hỗ trợ đồng uh, tether một đô la đó để mà cho những đơn vị vay và trong đó chúng ta có một đơn vị đó chính là Celsius mà đã bị phá sản các bạn nhưng mà tether đã đứng tránh nói là không cần phải lo lắng tại vì cái số tiền mà họ cho sales vay đó thì họ đã lấy lại rồi hay là cái số tiền dùng làm thế chấp đó họ đã thanh lý để lấy ra số tiền đó cho nên họ không có lỗ bất cứ cái nào hết nhưng mà năm 2021 đó thực sự đã có một thời gian Tether đã cho vay lên tới 20% số tiền dùng để đảm bảo các bạn Wow, con số không hề nhỏ luôn. Có nghĩa là nếu như mà cái số này bị mất đó thì cái tiền bị đảm bảo chỉ còn có 8 trên 10 mà thôi. Nghĩa là thay vì một đô la chỉ còn có 80 cent nhưng mà điều đó đã không xảy ra ít ra đó là cái biện luận của Tether hiện bây giờ thứ nhì nữa đó các bạn thấy được là công ty Tether cũng đã thu mua một số những cái trái phiếu những giấy nợ của những công ty ở Trung Quốc à, và các bạn thấy được là Tether nói là đúng là như vậy Nhưng mà đó là năm 2021 Cái tên 2 năm rồi Bây giờ đó tụi tôi đã không có còn cho những công ty Trung Quốc vay nữa Số tiền đó đã được lấy trở về đó là giải thích của Tether và điều thứ ba nữa là ngân hàng mà Tether đang sử dụng đó là những ngân hàng nhỏ ở Bahamas À, và nhiều người cho những cái hàng này đó có thực sự là an toàn hay là không cho dù Tether là một công ty mà họ nói họ thực sự có 100% tiền đảm bảo nhưng mà nếu họ gửi vào những cái hàng nhỏ những cái hàng nhỏ đó mà bị sập thì như thế nào đó là cái sự lo lắng và công ty Tether đó trước đây cũng sử dụng một cái công ty kiểm toán mà nhiều người cho là không đáng tin cậy đây là cái công ty kiểm toán ở Cayman Island các bạn là một cái đảo rất là nhỏ mà thôi và nhiều cũng cũng chỉ trích là công ty kiểm toán này đó không nhiều người biết đến và nói là theo đều có tiền thì làm sao mà tin được thì cho tới thời điểm ngay bây giờ đó theo nói là những cái mà được nói tới bloomberg à, họ đều có thể giải thích được À, đó là quá khứ mà thôi. Ngay thời điểm bây giờ, tether đã hoàn toàn khác rồi. Thì khác như thế nào các bạn? Thì à, chúng ta thấy được là tether đã à, thật sự cũng đã à, chia sẻ cái à, thông tin kiểm toán mới nhất của họ và họ chia sẻ hàng quý như là lời yêu cầu đến từ tiểu bang New York và bây giờ họ đã mướn công ty BDO để mà kiểm toán cho họ. BDO đó là công ty kiểm toán dựa theo bảng xếp hạng này đó là đứng hạng thứ năm các bạn. Chúng ta có Deloitte đứng đầu, PwC. Ờ, chúng ta có Ernst Young và cái đó là KPMG Như bạn có biết là Thuận là người làm việc cho KPMG một thời gian dài Trước khi mà à, chuyển về quận cam làm việc cho công ty tài chính khác Và thứ năm chính là BDO các bạn BDO là công ty mà được mướn bởi Tether Thì nói chung mọi người cũng nói là ok Bây giờ Tether cũng đã ít ra mướn một công ty kiểm toán mà có thể tin tưởng được Và công ty kiểm toán đó cũng đã cho thấy được là Tether Đây là cái kiểm toán tới thời điểm là cuối tháng 3 các bạn cái đợt kiểm toán kế tiếp sẽ là cuối tháng 6 tại vì mỗi quý một lần thì à, tới cuối tháng 3 đó các bạn thấy được là chúng ta cũng đã từng xem tài liệu này tổng cái số lượng đồng tether ở trên thị trường đó à, dựa theo video Thường cho các bạn thấy được con số là bao nhiêu là khoảng 79,3 tỷ đô la cái số tiền mà tether còn đang lưu trữ như là tiền với lại tài sản mà có thể dễ dàng bán đó là khoảng 81.8 tỷ có nghĩa là tính cho tới cuối tháng 3 của năm nay Tether có nhiều tiền hơn là cái số lượng Tether uh, ở trên thị trường và chúng ta thấy được là đó cũng là lý do tại sao mà công ty Tether có thể dùng tiền để mà đầu tư vào đào BTC họ có thể dùng tiền để mà thu mua thêm BTC gần đây tại vì họ có nhiều tiền hơn là con số cần thiết để mà đảm bảo một đô la và tính cho tới bây giờ đó nếu như mà chúng ta nhìn vào ở trên thị trường à, uh, giả sử như bây giờ là bao nhiêu các bạn bây giờ đi chúng ta không biết bây giờ họ có bao nhiêu tài sản nhưng mà chúng ta hãy tính là cái uh, tổng số vốn hóa của Tether là khoảng 83.5 tỷ uh, thì tính cho đến cái thời điểm là cuối tháng 3 bây giờ có thể là họ đã có nhiều uh, tiền hơn tại vì vốn hóa đã tăng lên nhưng mà nếu chúng ta chỉ tính con số là 83 tỷ cho dễ đi thì tính cho đến cuối tháng 3 họ có 69 tỷ là họ đầu tư uh, vào uh, những cái công trái phiếu ngắn hạn những cái nợ rất là ngắn hạn nói chung đây là cái phần an toàn các bạn tại vì họ lưu trữ công trái phiếu Hoa Kỳ cộng với lại tiền mặt là 69 tỷ thì có thể là chia cho 83 tỷ thì khoảng chừng là 83 cho tới 85 phần trăm con số tiền họ đang có bây giờ là tiền mặt và những cái mảng đầu tư coi như là cực kỳ an toàn là công trái phiếu của Hoa Kỳ thì một đô la của Tether bây giờ ít ra các bạn có thể hiểu là khoảng 83 cho phần 85% là được hỗ trợ bởi những tài sản này. Còn lại đó có nghĩa là khoảng chừng 15% là được hỗ trợ bởi những cái tài sản nó có cái sự dao động cao hơn giống như là cái số lượng BDC họ lưu trữ họ có khoảng chừng là 1,5 tỷ đô la BDC hiện bây giờ à, họ cũng có lưu trữ vàng là khoảng 3,3 tỷ, à, họ có lưu trữ những cái trái phiếu của những công ty là khoảng 140 triệu đô la Không phải là nhiều lắm các bạn Nhưng mà con số này cũng không phải là nhỏ Thì nói tóm lại đó là 85% Trên một đô la là coi như là an toàn Phần còn lại thì nó sẽ dao động theo thị trường Đó là những gì mà chúng ta biết đơn đang làm hiện tại À, và có một số bạn nói là lưu trữ không trái phiếu có phải là nguy hiểm quá hay là không tại vì không trái phiếu à, giảm giá khi mà lãi suất tăng lên thì đó là sự thật chỉ khi nào mà các bạn bán mà thôi các bạn. Khi các bạn mua không trái phiếu Hoa Kỳ các bạn giữ đến ngày hết hạn đó thì các bạn trả cho về và lấy cây vốn cộng với lời mà thôi chứ đâu có lỗ phần nào đâu. Chỉ lỗ nếu các bạn cần phải bán gấp. Và Tether nếu như mà không có vấn đề gì đó thì họ cũng không cần phải bán gấp. Và công ty Tether cũng đã nói là nếu như mà nhìn lại những cái thời điểm mà mọi người hoảng loạn năm ngoái đó thì trong một thời gian ngắn thôi họ đã nêu ra được là có tổng cộng là hơn 7 tỷ đô la hơn 7 tỷ đô la đã được rút ra khỏi Tether trong vòng 48 giờ có nghĩa là khoảng 10% thời điểm đó công ty Tether vẫn có thể trả được có thể là đây là một cái dẫn chứng nữa là họ vẫn an toàn và rất an toàn tại vì 7 tỷ đô la họ trả một cái là xong chứ không cần phải dây dưa gì hết trong vòng 48 giờ họ đã trả hết con số này nhưng mà các bạn nên nhớ cái này chỉ là 10% mà thôi Nếu như mà con số này cao hơn thì sẽ ra sao, sao Thường cũng không biết các bạn Về Tether đó thì uh, nói tóm lại như thế này Nếu như các bạn nghĩ là Tether đồng USDT đó uh, Xứng đáng là một đô la và an toàn tuyệt đối Thì đương nhiên không phải rồi các bạn Nếu các bạn nói là Tether là một cái sự lừa đảo hoàn toàn Và nó đáng giá không đô la Nó cũng không phải luôn Nó nằm chính giữa các bạn Và chính giữa đó là bao nhiêu đó Thì tùy theo cái lòng tin của mỗi người Về kết quả kiểm toán của Tether mà thôi Đã thân thuận đó thì uh, các bạn đã nhớ là sau cái sự kiện của USDC hồi tháng 3 Thuận bán hết qua BTC, sau đó Thuận chúc lời à, một phần Thì cái phần đó ban đầu Thuận định là gửi hết vào trong ngân hàng các bạn nhưng mà nó cũng rất là phiền phức các bạn tại vì ngân hàng cũng có vấn đề cũng có giới hạn tại vì mỗi một ngân hàng chỉ đảm bảo lên tới 250.000 đô mà thôi thì thường cuối cùng đã quyết định là chia ra hầu như là làm ba các bạn thường lưu trữ 1 phần 3 từ mặt trong ngân hàng 1 phần 3 đồng Tether và 1 phần 3 đồng USDC đó là cách thường đang làm hiện tại tôi không phải đã nói để các bạn làm theo thuần chỉ chia sẻ tại vì rất nhiều bạn hỏi Thuận là bây giờ thường còn lưu trữ stablecoin hay không rồi còn một số những cái thông tin khác nữa thật ra đã có cách đây một hai ngày rồi nhưng mà tại vì chúng ta quá bận với những cái thông tin lớn cho nên thùng không có thời gian chia sẻ thùng sẽ cố gắng chia sẻ nhanh trong cái phần này của video à, các bạn thấy được là ngược lại so với lại ở hoa kỳ thì hồng kông à, lại mở tay chào đón các bạn chúng ta đã biết là hồng kông đang cố gắng thu hút càng nhiều những công ty tới Hồng Kông càng tốt liên quan tới thị trường crypto này. Chúng ta đã thấy là họ cũng muốn mở lời chào đón Coinbase và chúng ta đã được là không như vậy họ lại đưa ra những cái áp lực để cho những ngân hàng ở Hồng Kông hỗ trợ thêm crypto này các bạn. Và chi tiết hơn đó, thông tin cho thấy là họ đã nói chuyện với những ngân hàng như là HSBC hay là Standard Charter. Những ngân hàng này đó thì họ đã hỏi là tại sao mà không có hỗ trợ những khách hàng trong thị trường crypto này các bạn Đây là một điều hoàn toàn khác biệt so với là như chúng ta Nhìn thấy ở Hoa Kỳ hiện tại Nói chung là như thế này Có cái gì đó đang xảy ra Thuận vẫn chưa có hiểu hoàn toàn các bạn Nhưng mà Thuận chắc chắn là Có cái gì đó lớn hơn đang xảy ra Mà chúng ta chưa hiểu hết Các bạn cứ nghĩ đi câu diện bây giờ là như thế nào câu diện bây giờ đó là Chúng ta có ở Hoa Kỳ Thì SEC à, đi kiện người này người kia người nọ Thậm chí là kiện cả thị trường này Một phần khác đó Thì quốc hội lại không có đồng lòng Và quốc hội muốn đưa ra luật Để mà quản lý thị trường này Chúng ta lại có một công ty có tên là Prometheum không biết ở đâu xuất hiện các bạn à, mà nói là công ty này đó là công ty được cấp phép bởi SEC Thôi này chia sẻ chi tiết hơn trong video ngày hôm qua cùng thời điểm này cùng thời điểm mà thị trường crypto ở Hoa Kỳ đang bị đàn áp thì BlackRock lại nạp đơn để có Bitcoin Spot ETF nó có rất là nhiều cái sự mâu thuẫn ở đây và cùng thời điểm đó chúng ta thấy là Hồng Kông không những là chào đón mà còn đưa ra những cái áp lực để những ngân hàng lớn ở hồng kông hỗ trợ thị trường crypto này các bạn nghĩ sao về gì đang xảy ra các bạn có thể comment ở bên dưới rồi chúng ta cũng có những cập nhật như là liên quan tới ripple ngày hôm nay thì ripple đã có một cái sự hợp tác với lại banco de la República đây là ngân hàng trung ương của colombia các bạn họ sẽ hợp tác với lại piersis và ripple để thử nghiệm công nghệ blockchain trên xrp ledger đây là cái dự án nhằm thí điểm những cái trường hợp sử dụng thực lực số của ngân hàng trung ương như là cbdc À, và đây là nền tảng CBDC do Ripple vừa mới ra mắt. Các bạn đã nhớ là Ripple gần đây đã thu mua một cái công ty thường quên tên rồi. Và công ty đó là công ty mà sẽ à, hỗ trợ nền tảng để cho những quốc gia có thể phát hành đồng của mình. À, và tôi nghĩ đây là một phần của cái chiến lược đó hỗ trợ ngân hàng trung ương Colombia. Và chương trình này đã sẽ diễn ra trong vòng một năm. Nền tảng CBDC trên XRP Ledger cũng là cơ sở cho thử nghiệm những cái à, nơi tương tự như là Hồng Kông hay là Bhutan. Palau và Montenegro. À, công ty Ripple thì các bạn thấy được là vẫn tiếp tục phát triển và thậm chí họ nghĩ đến là sẽ phát hành chứng khoán ở sàn của Hoa Kỳ sau khi mà cái uh, cuộc kiện với lại SEC chấm dứt. Nói chung họ vẫn còn rất là tự tin với cái vụ uh, kiện này. Nhiều vụ kiện này đó, tôi nghĩ là sẽ sớm kết thúc mà thôi. Chúng ta đã kéo dài 2 năm rồi. Và nói tới Montenegro đó, Thì các bạn thấy được uh, Chúng ta có cái thông tin liên quan tới Dokwon Thì Docon hiện bây giờ vẫn đang Ở Montenegro các bạn thì Vẫn đang uh, bị giam ở đó Nhưng mà cái mình không rõ đây đó là đang bị giam lỏng Hay là đang bị giam ở trong trại giam Tại vì các bạn đã thấy là mới đầu uh, Thì uh, các bạn thấy uh, Docon Và người đi chung đó Thì hai người này đã đưa ra một cái uh, thế chấp tại ngoại Là khoảng 436.000 đô Để cho hai người có thể là ở cái không biết là khách sạn hay là chung cư của mình trong thời gian chờ đợi để mà ra to thì mới đầu là tòa án chấp thuận để tại ngoại chờ đợi ngày ra to nhưng mà sau đó tòa án lại làm ngược lại nó là không chấp thuận hai người đó phải trở về trại giam rồi thôi nghe nói là luật sư của đô khoan cũng đã một lần nữa đã làm cách nào đó cho hai người này được tại ngoại một lần nữa Nói chung là chúng ta không biết là Do Kwon đang ở trong trại giam hay là đang ở trong cái chung cư của mình Chúng ta chỉ biết là bây giờ đó ở bên phía của Hàn Quốc họ nói là họ muốn dẫn độ Do Kwon về Hàn Quốc nhưng mà bây giờ ở Montenegro đó thì họ nói là họ sẽ giam giữ thêm tới 6 tháng nữa rồi mới có quyết định là sẽ dẫn độ như thế nào. Đương nhiên ngoại trừ Hàn Quốc ra các bạn thấy là Hoa Kỳ cũng muốn Do Kwon dẫn độ về Hoa Kỳ tại vì có những cái vụ kiện của cả hai quốc gia này đang chờ đợi Do Kwon và chúng ta có thông tin liên quan tới sàn COEX các bạn, thì sàn COEX ở New York. Bây giờ ở New York thì họ nói là sàn COEX không có bàn hoạt động chính thống, cho nên bây giờ sàn COEX sẽ phải ngưng hoạt động ở New York, nghĩa là không cho bất cứ người dân nào ở New York có thể trade trên sàn này hết. Và sàn này đó, sẽ phải đưa lại 1,7 triệu đô la, trong đó đó là 600 ngàn dùng để đóng phạt, 1,1 triệu đó dùng để mà trả lại cho khoảng chừng là 4.691 những nhà đầu tư ở New York và À, sàn COEX này sẽ không theo hoạt động ở New York nữa Còn của cả Hoa Kỳ đó thì họ sẽ không có thể cho người mới đăng ký lên sàn này Nói chung đó thì sàn COEX là một trong những sàn còn lại ở Hoa Kỳ các bạn Tại vì những sàn khác như là các bạn thấy là Binance hay là KuCoin thì cũng đã có rất nhiều hạn chế ở Hoa Kỳ rồi Nói chung nên những sàn đó chỉ hoạt động ở quốc tế mà thôi chứ không hoạt động ở Hoa Kỳ và cuối cùng là sàn Bittrax các bạn. Wow, sàn Bittrax là một sàn mà đã có từ rất lâu đời rồi và sàn này là sàn cực kỳ lớn khi mà thuận vừa tham gia crypto các bạn có thể nói là khi xưa đó nếu nói tới sàn lớn chúng ta biết Bittrax và Bitmax. Bittrax nó lớn như là Binance bây giờ vậy. Nhưng mà sàn này cuối cùng cũng đã khai phá sản rồi các bạn và một trong những lý do là tại vì họ bị kiện uh, bởi những đơn vị như là OFAC của như đơn vị này là chuyên về uh, xem coi là sang này có cho phép những quốc gia mà trong list cấm vận sử dụng sàn này hay không à, và các bạn thấy được là cũng bị kiện bởi FinCEN có thể hiểu đơn giản đây là cái đơn vị chống tội phạm tài chính và hai đơn vị này đã cùng nhau kiện và các bạn thấy được là tổng cộng đó Âu Phát đã nói là sàn Bitrex phải đóng phạt 24 triệu và Finsang nói là Bitrex phải đóng phạt 29 triệu. Cuối cùng sàn này họ đã quyết định là đóng cửa các bạn. À, đây là cái thông tin cách đây cũng vài tháng rồi. À, họ nói là họ sẽ ngưng hoạt động ở Hoa Kỳ và sau đó họ đã quyết định là họ sẽ khai bảo vệ phá sản. Thì cho tới ngày hôm nay đây chúng ta đã có thông tin mới nhất là bắt đầu từ ngày hôm qua à, cái số tiền còn lại trên sàn này. À, sẽ có thể được rút ra Nhưng mà nào mà còn sử dụng sàn Bittrex Thì các bạn cũng nên nhanh chóng login vào Đi theo hướng dẫn Thường không có còn sử dụng sàn này nữa Cho nên cũng không có tài liệu để mà chia sẻ với các bạn Nhưng mà các bạn cứ theo hướng dẫn Nếu như có email để lên trên sàn Để mà rút cái số tiền còn lại của mình Thường không biết là trả lại 100% Hay là một phần mà thôi Cho nên họ không nói rõ ở đây mà Cũng đáng tiếc đó các bạn Sàn Bittrex này là một sàn mà đứng thấp hồi xưa Nhưng mà lại có rất là nhiều những cái Khiếu nại các bạn, tại vì trước đây đó sàn Bitrex này là một sàn mà khi mà năm 2017 đó lúc đó cái sự hứng thú liên quan đến crypto tăng vọt lên dẫn đến rất nhiều người à, dùng sàn Bitrex, dùng sàn Coinbase dẫn đến là những sàn này bị quá tải các bạn. Thì những cái sàn bị quá tải đó ngay cả Binance khi mà bắt đầu năm 2017 cuối năm đó nó cũng bị quá tải nhiều lần. Khi bị quá tải thì họ phải giống như là đóng sàn lại các bạn và phải cho mọi thứ nguội lại rồi mới mở sàn trở lại. Tại vì lúc đó đó cái số lượng truy cập quá nhiều dẫn đến là cái server họ chịu không nổi. Nhưng mà những cái sàn như là Coinbase và Binance thì họ cố gắng khắc phục, cho dù là bị chậm, bị lag họ vẫn cải tiến từ từ. Nhưng mà Bitrex không biết gì một lý do gì à, họ quyết định là ngưng hoạt động và ngừng hoạt động thì nhớ là như nửa năm luôn các bạn. À, và sau khi mà nửa năm sau họ mở cửa trở lại đó thì các bạn thấy là những sàn khác đã vượt xa họ rồi. Bitrex đã trở thành một cái tên đi vào quên lãng và từ từ không còn nhiều người nói tới Bitrex nữa và sang bitrax cũng uh, dẫn đến là các bạn thấy là nhiều người không có thích tại vì lúc mà quá bận đó họ không có đủ nhân viên dẫn đến là những cái thiết kịch những đơn khiếu nại đó không có ai xử lý hết á thường nhớ là có người bạn uh, bị giam tiền ở trên bitrax các bạn mà giam tiền ở đó đó tới 3 tháng luôn mới có người trả lời tại vì uh, quá bận họ không có đủ nhân viên để mà trả lời cuối cùng tiền họ cũng trả trở về uh, cái cao chỉ bị đóng băng vì một lý do nào đó thôi cũng quên rồi nhưng mà cuối cùng họ cũng trả tiền nhưng mà rất là lâu cho nên nhiều người đã không có muốn sử dụng Bitrex thời điểm đó coi như bây giờ cũng đã kết thúc cái trang này rồi các bạn và đây là tất cả những thông tin mình tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. tôi hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ như bài nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn Và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn Nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi. Đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa. Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.